con cừu đang ở ngoài rồi. Cừu đang ở ngoài, TiTi đi không cẩn thận bốp phát luôn. Chú, đi ra nhà. Đi sợ chưa? Đi. À chú. Đây, đi xuống đây đi hái nhá. Hái mấy quả để ăn nhá. Con trượt bài phật phát xuống đi, anh cúi lưng xuống hết rồi. Đây rồi. Đây, TiTi ngồi xuống, TiTi ngồi xuống. Ngồi xuống. Đây, một quả. Cho TiTi. Cái này. Hai quả. Rồi, đi sang đây. Rồi. Đi. Nhà nha. Ôi giời. Ôi giời. Đi rửa dưa nhá. Con để xuống, để đi rửa đã. Từ từ, con bỏ vào đây để mẹ rửa đã. Vào đây, ôi da, để mẹ đem cái chậu nước lên đây để rửa nha, ngồi yên. Rửa. Ôi dồi, nhẹ thôi con. Rồi bỏ vào đây mày rửa cho. Nhẹ 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 nhẹ. TiTi lại đây. TiTi xuống nào, để mẹ đi đổ cái chậu nước này đi nào. À, ngồi xuống. Ờ, à, được rồi. Lên. Lên. Rồi. Đi, ngồi đây. Ngồi đây, mẹ xuống mẹ lấy cái điện thôi nha. Ngồi xuống. Ây da. Ngồi giữ cho mẹ nhá. À, để mẹ đi rửa, rửa tay cho em TiTi đã. Để đi rửa tay, rửa chân cho em TiTi cho nó sạch ạ. Vào dưa ăn nè. Đâu là cái quả của TiTi đâu? À đây. Để cắt cho em TiTi nha. Ừ, TiTi đây nè. Này, đây mẹ cắt cho cháu nha. Để hết sang đây để mày cắt vỏ đã chứ. Ngon không? Ngon. Ừ. Cho ăn dưa. Đây này, cho TiTi cái này này. Ôi dồi. Đây, đây, đây.
Úi rồi sao nhả hết ra đây con? Đây cái này mẹ gọt vỏ cho này. Cắt dài cho con ăn luôn nha. Con ăn đi. Đây. Đó ai kiểu gì đấy? À. Rồi. Xong chưa? Đấy, có tí tí chưa đấy. Chắc này ăn rồi nhả đây gấu. Con ăn con đừng có nhả ra thế. Nuốt đi chứ. Đây này thì ăn nuốt hết này. Con cầm con ăn này. Ăn đi. Đó này, cho con này. Cho con cái này, không. Cái này mẹ gọt.